không cần đừng đi đâu người ơi, cùng nhau ta chung tay với cùng chính phủ để chống dịch Covid. Giờ cả đất nước đang âu lo với những tin tức bởi dịch Covid, thủ tướng đã bán ra nên ở nhà người ơi. Giữa những khốn khó sáng lấp lánh đó hoa cuộc đời, trao nhau yêu thương giữa gian nan siết chặt tay nhau, niềm tin tương sáng long lanh trong mắt tình nguyện viên sinh viên, cảm phục thay những người chiến sĩ nhiều ngày qua chiêu đất màn trời. Tin đưa 4 năm sau bay 80 ca lây nhiễm đã chữa lành xong, đã mạnh khỏe như thường. Những người thầy thuốc ơi, các anh chưa hay hung hú, niềm tin dâng cao. Đoàn kết thương yêu bao gian khổ sẽ chia. Giữa những khốn khó sáng lấp lánh đó hoa cuộc đời, trao nhau yêu thương giữa gian nan siết chặt tay nhau, niềm tin tương sáng long lanh trong mắt tình nguyện viên sinh viên, cảm phục thay những người chiến sĩ nhiều ngày qua chiêu đất màn trời. Tin đưa 4 năm sau bay 80 ca lây nhiễm đã chữa lành xong, ta mạnh khỏe như thường. Những người thầy thuốc ơi, các anh chưa hay hung hú, niềm tin dâng cao. Thắng dịch Covid, tổ quốc thân yêu, thanh bình yên vui. Giữa những khốn khó sáng lấp lánh đó hoa cuộc đời, trao nhau yêu thương giữa gian nan siết chặt tay nhau, niềm tin tương sáng long lanh trong mắt tình nguyện viên sinh viên, cảm phục thay những người chiến sĩ nhiều ngày qua chiêu đất màn trời. Tin đưa 4 năm sau bay 80 ca lây nhiễm đã chữa lành xong, đã mạnh khỏe như thường. Những người thầy thuốc ơi, các